Xin chào các bạn, mình là Hanbi của MV Review. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài review về hai cái weapon set của Earth 3 Gundam. Đó là Marsfour weapon và Veetwo weapon. Thì sự thật là ngày xưa đến bây giờ mình cũng không phải là một cái fan lớn của những cái bộ vũ khí add-on. Nhưng mà một cái sự thật đáng lòng rằng là nếu như muốn hoàn thiện con Marsfour Gundam và con Veetwo Gundam thì các bạn sẽ phải bắt buộc mua hai cái set vũ khí này. Ít ra là đến thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ phải cần, nhưng mà sau này là như thế nào thì mình vẫn chưa biết. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại, nếu như các bạn muốn hoàn thiện hai con đó thì các bạn sẽ chắc chắn cần phải mua đến hai set vũ khí này. Nhưng mà nói chung là hai cái tuần vừa rồi mình cũng không có làm gì nhiều, cũng đúng hơn là không có thời gian để làm, cho nên là hôm nay mình cũng muốn ngồi xuống để chia sẻ cho các bạn những cái cảm nhận mà mình đã có được trong hai tuần vòng hai cái set vũ khí này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về Marsfour Weapons. Thì lần này Bandai họ làm rất là tốt, tại vì họ có show qua những cái sản phẩm có sẵn trong cái bao bì hộp của họ. Nhưng mà nói chung là Bandai họ cũng hơi ấy một cái là cái hộp thì nó dày chừng này, nhưng mà thực chất là trong này nó chỉ có 2 runner thôi, nghĩa là nó ở đâu đó trong tầm chừng này thôi này. Trong này hoàn toàn là bọt khí cả. Đó, ở trong đó nó chỉ có như vậy thôi đó. Và đây là tất cả những món vũ khí các bạn sẽ có. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, những cái món vũ khí mà mình làm ở đây nó đều có sẵn màu cam metallic. Mình đã cố gắng tái tạo lại cái hiệu ứng ánh nhiệt của những món vũ khí mà Marsfour sử dụng. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu như các bạn chỉ ráp chai từ trong cái hộp ra thì các bạn sẽ không có được những cái hiệu ứng màu như thế này. Thậm chí là màu gốc của nó còn không đạt được những cái màu đen xám xám lông chuột như là mình làm ở đây. Đây là cái hình ảnh mà mình chụp lúc mà mình đang sơn cái món hàng này. Thế là tất cả những cái món vũ khí các bạn sẽ có một cặp song đao, một cây rìu và một cây kiếm lớn, một lưỡi. Và bốn món vũ khí này sẽ được chia làm hai cặp. Đầu tiên sẽ là cặp song đao. Cặp song đao này khi mà các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy phần cán của một bên sẽ có đi một điểm khuyết, và điểm khuyết đó sẽ được chồng lên như thế này, và nó sẽ được ghép lại thành một cái đao lớn có hai lưỡi. Ngoài ra thì có một cái phần lỗ ở giữa để cho các bạn có thể cắm beam effect của hai thanh beam effect của Earth 3 và nhét nó vào ở giữa. Nhìn thì nó cũng rất là dị và này nọ. Tiếp theo là đến cặp vũ khí này. Thì đầu tiên các bạn sẽ có một cây rìu. Cây rìu này cũng sử dụng hiệu ứng nhiệt. Thì hai món vũ khí này cũng có thể kết hợp lại với nhau qua những cái rãnh mà các bạn có thể thấy. Và điều tuyệt vời hơn là mặc dù kích cỡ của những món vũ khí này rất là lớn, nhưng mà con Earth 3 hoàn toàn không gặp vấn đề gì nhiều khi mà cầm hai món vũ khí này lên cả. Và để trữ hai món vũ khí này lên người của con Earth 3 thì các bạn sẽ có hai phương thức để trữ thông qua hai pad như thế này. Đây là pad nguyên gốc để gắn lên Earth 3 Gundam, và đây là thiết kế để gắn lên những con Gundam khác như là cái hộp đã gợi ý. Mình có con GMGM nhưng mà rất tiếc là nó vừa bị mượn đi ngày hôm nay rồi, cho nên là mình sẽ xài qua con GM Guard Custom. Các bạn sẽ tháo phần backpack này ra và các bạn sẽ có một part. Như hồi nãy mình đã nói, part này mình chưa sơn thì nó sẽ gắn vào hệ thống hai lỗ bình thường của những con Gundam khác. Và như thế là các bạn có thể gắn một trong hai cái bộ backpack này lên trên lưng của bất kỳ con Gundam nào, chẳng hạn như là như thế này. Sau đó là tiến hành gắn hết những món vũ khí lên. Và tất nhiên là bộ vũ khí này nó cũng tích hợp với lại lưng của con Core Gundam. Nhưng mà mình sẽ không biến nó lên Earth 3 cộng với lại bộ weapon này đâu. Tại vì nói chung là mình nên để phần đó cho cái review chính thức của con Marsfour hơn. Biến lên thì nó cũng hơi gọi là thuộc kiểu spoiler một tí. V2 weapon thì đây là tất cả những pháp mà các bạn sẽ có. Các bạn sẽ có một khẩu súng trường dài. Khẩu súng này mình cũng không nhớ là nó bắn ra beam hay là bắn ra đạn đồng nữa. Nhưng mà nói chung là mình đã có sơn. Mình sơn một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng tỏa nhiệt, nhưng mà nó cũng hơi fail so với lại những gì mình mong đợi.
Tiếp theo là một nòng phóng lựu. Và đây là hai món vũ khí. Và đây là hai món vũ khí mà nó đi kèm với lại một cái bộ càng. Và bộ càng này thì các bạn sẽ gắn lên một cái pad trung gian như là con Marsfour. Như thế. Và cuối cùng sẽ là một bộ đôi thrust, một bộ đẩy thruster đôi. Thì nó cũng sẽ gắn lên đây luôn. Và đây là bộ Marsfour weapon. Tiếp theo thì các bạn sẽ có hai khẩu súng, một phần đầu và một phần đuôi. Được gắn lên với nhau như thế này, các bạn sẽ tách nó ra. Và các bạn lấy cây spray gun của con Core Gundam ra thì các bạn sẽ có thể nối được phần giữa. Sẽ nối được hai phần này thành một cây súng trường dài, thành một khẩu súng Mega Launcher. Và đây là toàn bộ những thứ các bạn sẽ có trên bộ V2 Weapon Unit. Nếu như mà các bạn không có một con Core Gundam nào thì các bạn sẽ phải chấp nhận rằng là cây súng trường dài này nó không ghép lại được với nhau. Và các bạn sẽ phải sử dụng nó dưới hình dạng như thế này. Nó sẽ có hình dạng như thế này. Và các bạn, nó giống như là một cây... nó giống như một cái bộ càng của con Banshee vậy. Và để kết nối với lại những con gameplay khác thì các bạn sẽ có một pad ở đây. Và nó sẽ không có thuận lợi như con Marsfour Weapon thì nó sử dụng hệ thống chốt đôi như hồi nãy mình đã nói, nhưng mà riêng ở đây thì nó lại sử dụng cái chốt vuông như thế này, cho nên là một vài con tích hợp được như là phần lưng của cụ tổ, như là phần hộp đã gợi ý thì sẽ gắn được, thì sẽ gắn được bằng cái pad này. Nhưng mà những con lưng chốt đôi như là con GMK Custom này thì các bạn sẽ phải mua thêm bộ Marsfour để lấy riêng cái patch này nếu như các bạn muốn custom như vậy. Nếu như các bạn đã có patch này rồi thì các bạn sẽ cứ gắn lên như thoải mái vì phần chốt của nó tương đối giống nhau. Vâng. Và đó là cách mà các bạn custom. Custom thì nếu như các bạn sở hữu cả hai bộ weapon này thì các bạn sẽ sử dụng đến một patch như thế này. Patch này nó nằm ở bộ Marsfour weapon. Nó sẽ là patch để kết nối tất cả vũ khí của cả hai món này lại với nhau. Đầu tiên, các bạn sẽ lấy thanh trường kiếm, đặt nó lên đây. Tiếp theo sẽ là cặp song kiếm, đặt nó lên đây. Khẩu súng trường, khẩu súng phóng lựu. Cuối cùng là bộ thruster, thì các bạn sẽ phải kéo nghiêng phần kiếm lên một tí, sau đó đặt nó xuống. Và như thế là các bạn sẽ có thể kết hợp được tất cả những món vũ khí lên một bộ bắp hát nhất định, và sau đó gắn nó lên một con Gundam với phần chốt như mình đã hướng dẫn. Vâng, nhìn rất là đồ sộ. Ngoài ra thì có một cách mà mình muốn gợi ý cho các bạn, nếu như các bạn muốn trưng bày hết toàn bộ số lượng vũ khí này lên trên cái bộ Earth Support Unit. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tháo phần vách lưng ra, tháo luôn phần khiên ra, tháo luôn phần súng ra. Và nó sẽ kết hợp được tất cả những món vũ khí này lên trên người của cái bộ support unit này. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy cái bộ V2 weapon, các bạn gấp nó lại về phía sau như thế này, xong rồi ráp nó lên đây. Các bạn lấy thanh trường kiếm, xem các bạn sẽ sử dụng phần lỗ này để gắn vào phần chốt. Các bạn sẽ lấy cặp song đao, xong rồi sử dụng phần lỗ ở đây. Gắn vào đây. Các bạn sẽ lấy phần pháo, phần đầu lớn của khẩu pháo và gắn vào phần chốt ở đây. Và cuối cùng là phần đuôi của khẩu pháo sẽ được gắn vào đây. Và xong, đây là gợi ý của mình nếu như các bạn muốn kết hợp cả hai bộ vũ khí này lên trên người của bộ Earth Support Unit trong khoảng thời gian mà các bạn chưa có Earth 3, trong một khoảng thời gian mà các bạn chưa có V2 hoặc là Marsfour, mà mình nghĩ là không lâu nữa đâu. Mà nói chung là nhìn như thế này nó vẫn đẹp chán. Và đây là tất cả những gì cho bài review của mình. Nói chung là hai bộ add-on này vì nó là add-on thôi,
cho nên là mình cũng không muốn đánh giá điểm cho nó cho lắm. Nhưng mà nói chung là vì cái độ tương thích của nó khá là cao với lại cái con khoa đàm này, cho nên là mình vẫn nghĩ là hai set này rất là đáng tiền, đặc biệt là nó khá là rẻ, cái khoản giá của nó chỉ tầm 120.000 đến 130.000, rẻ hơn rất là nhiều so với lại những cái bộ mà vũ khí add-on của EBO trước đây, cho nên là rất là đáng tiền mua. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói cho bài review lần này. Hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông để tiếp tục để nhận thông báo mỗi khi bọn mình làm video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.